Rồi, chúng ta làm 10 câu hỏi lý thuyết hữu cơ. Ngày hôm nay là ngày thứ 8. Chúng ta đến với câu hỏi số 1. Để đề phòng sự lây lan của virus corona, Tổ chức Y tế Thế giới hướng dẫn người dân nên thực hiện đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay nhiều lần bằng xà phòng, hoặc các dung dịch sát khuẩn có pha thành phần chất X. Chất X này được điều chế từ phản ứng lây man chất Y. Từ chất Y bằng phản ứng hóa bằng phản ứng hydro hóa tạo thành chất Z. Điều cần chúng ta là hỏi chất Y và chất Z. Như vậy, để điều chế ra được thì bạn biết là cái dung dịch sát khuẩn của chúng ta là dung dịch ethanol, được chưa? Ethanol. Thì đây, chúng ta có C6H12O6. Đây là glucose. Ở đây mình dùng phản ứng lây men rượu để tạo thành C2H5OH cộng cho CO2. Như vậy đây là từ chất X này, được điều chế từ chất Y này. Glucose chúng ta là C6H12O6. Chúng ta hydro hóa để tạo thành C6H14O6. Thì thằng này có tên là sorbitol. Thằng này là glucose. Như vậy đây là chất Y và đây là chất chất Z. Người ta hỏi Y và Z thì mình sẽ chọn đó là glucose và sorbitol. Có đúng ở đây là câu B. Chúng ta đến câu 2. Loại polymer nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng ngưng? Rồi, đầu tiên chúng ta nói về trùng ngưng nhé, phải đồng trùng ngưng em nha. Trùng ngưng với đồng trùng ngưng là giống nhau không? Từ đồng trùng ngưng là từ người ta cho chuẩn bằng bảo giúp thầy. Tơ cáp rong chúng ta được điều chế bằng hai con đường. Thứ nhất là đi từ CH2 tất cả Na 5 CO NH bằng phản ứng đó là phản trùng hợp để tạo thành CH2 tất cả 5. Đây là NH và đây là CO. Tất cả N lần. Đây là tơ cáp rong. Hoặc nó đi điều chế từ một hợp chất hữu cơ có 6 carbon CH2, 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 CH2 và đây là NH2. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 alpha, beta rồi gì nữa? Gamma, delta và epsilon. Như vậy nó đi điều chế từ axit epsilon amino 6 carbon chúng ta là caproic. Phần này là phần trung ngưng. Như vậy bạn rồi. Cái đó nó tạo thành CH2 tất cả 5 NH CO. Ở đây là tất cả N lần cộng cho N nước. Phần này là phần trung ngưng. Được chưa? Mà ở đây chúng ta hiểu như thế nào là cái này là kết quả của phản trùng ngưng. Hiểu. Trong trường hợp này nó có thể trùng hợp và trùng ngưng, do đó câu A chúng ta không hợp lý. Câu B. Tơ ni lông 66. Tơ ni lông 66 chúng ta được điều chế từ hai loại monomer. Đó là axit adipic. Và cái thứ hai là hexa methylene. Diamine. Axit adipic là CH2 tất cả 4, COOH tất cả 2, hexamethylene CH2 tất cả 6, NH2 tất cả 2. Khi đó mình tạo thành CH2 tất cả 10, NHCO tất cả 2, N lần, được chưa? Hoặc là thằng này có tên là tơ hexamethylene diamine adipic, được chưa? Adipat nhé. Rồi. Như vậy thằng này là đúng là trùng ngưng rồi này. Cao su buna-n và tơ acrolonitrin. Cao su buna-n. Buna là đây, cao su buna-n. Nó được điều chế từ butan-1-3-dien.
được chưa? Với acronitin CH2 nối đôi CH CN, nhiệt độ, xúc tác áp suất, đây là và đây là M. Cái đó nó tạo thành đây là C4H6 này, tất cả N này, và đây là C3H3N, tất cả M lần, được chưa? Và cuối cùng chúng ta là cao, đó là tơ chlorin. Cái đề này, tơ chlorin này chúng ta là được điều chế từ như thế này. Rồi tơ chlorin chúng ta được điều chế từ PVC. PVC của chúng ta có công thức là CH2CH CL tất cả N lần. Bằng phần này chúng ta đi tác dụng với clo để tạo thành. Nó sẽ thấy một clo vào trong này. CH CL CH CL tất cả N lần cộng cho HCl. Được chưa? Đây là tơ chlorin được điều chế từ từ PVC để điều chế ra tơ chlorin nhé. Rồi chúng ta đến câu 3 nè. Đặc điểm khác nhau giữa protein và carbohydrate và lipid là, chúng ta biết là protein chúng ta là có chứa nitơ. Protein được cấu tạo gồm 4 nguyên tố CX, HI, OZ, NT. Còn hai thằng này được cấu tạo từ CH và O. Trong phân tử protic hay là protein đấy luôn có nhóm OH, sai. Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Protein luôn là một hợp chất hữu cơ nào? Protein luôn có chứa nitơ. Đây, có đúng là câu D nhá. Còn anh kia không có nitơ. Chúng ta đến câu 4. Sục acetylen vào dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện cái tủ màu gì? Đây. Nhắc lại cấu vững của liên kết 3 đầu mạch. Những hợp chất có liên kết 3 đầu mạch thì sẽ đi tác dụng được với AgNO3 trong môi trường NH3. Bản chất là bạc chúng ta sẽ thế vào vị trí của hydro đầu mạch. Cái đó C này biến thành AG nối 3 CAG. Rồi. HNO3 kết hợp với NH3 biến thành NH4NO3. Như vậy cân bằng thì đây là 2, đây là 2. Và đây cũng là 2 luôn. Đó. Thằng này là tạo ra cái tủ màu vàng. Chúng ta chọn có đúng ở đây mình chọn là câu C. Chúng ta đến câu 5. Ấy tại có công thức phân tử là C4H8O2 thì phân hoàn toàn X trong môi trường dung dịch H4 loãng dư thì thu được sản phẩm có thằng này, hỏi công thức của nó là, đây em ơi, ấy tại mình là khi thủy phân, ấy tại của mình là có dạng là RCOO R phải thủy phân, ở đây người ta thủy phân trong môi trường axit, đây là phân hai chiều để tạo thành RCOOH cộng cho R phải OH. Ở đây người ta cho thằng này là HCOH, tức là có R rồi. Như vậy R phải còn lại là C3H7. Theo quy tắc đếm nhanh đồng phân, 1, 1, 2, 4, 8, 17. Thì đây là CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 và C6H13. Thì ở đây C3H7 chúng ta có hai đồng phân. Như vậy chọn có đúng ở đây là câu A. Rồi chúng ta đến câu số 6. Thì phân không hoàn toàn chắc ít có công thức cấu tạo. Hỏi là số tripeptic tối đa thu được là tripeptic em nha. Rồi ở đây ala mình cho số 1. Gly mình cho số 2. Ala 1. Gly 2. A là 1, G ly 2. Tripeptic thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đó là 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 trùng, đoạn này trùng này. Bỏ, 2, 1, 2 trùng. Như vậy trong trường hợp này mình chỉ có 2 thôi. Cứ đúng ở đây là câu A. Như vậy chúng ta sẽ có đó là 1, 2, 1 này. 2, 1, 2 này. Nếu tiếp tục đó là gì? 2, 1, 2 tiếp tục là 1, 2, 1 này. Tiếp tục là 2, 1, 2 này. Đó, khi đó mình thấy là gì? Hai này trùng ở trên rồi. Như vậy trong trường hợp này chỉ có hai cái. Chúng ta đến câu 7 mà. Sắt ca
Roger và glucose đều có. Rồi. Tác dụng của siêu hóa là nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam, bốn đầu cu. Bốn đầu cu xanh đúng không? Gồm có là gì? Glu này, fructose này, man này, sắt này. Như vậy glu với sắt chúng ta có, chọn có đúng là câu A. Phượng với dung dịch NaCl không thằng nào tác dụng được cả. Phượng và GNO3 trong môi trường NH3 đun nóng. Chúng ta có ba đầu bạc. Glu, fructose và man. Như vậy sắt không được bỏ. D. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Chúng ta có bốn sao phân. Bốn cái chất đằng sau đó là gì? Man, sắt, xanthin thì thủy phân. Như vậy trong trường hợp này chỉ có sắt thỏa mãn. Glucose không thỏa mãn, có đúng ở đây là câu A. Chúng ta đến câu 8. Khi nhỏ 3 đến 4 giọt bạc nitrat vào ống nghiệm chứa 1 ml natri phosphat phát, hiện tượng xuất hiện là em ơi. Như vậy bạc nitrat là AgNO3. Natri phosphat phát là Na3b4. Thì bản chất là bạc kết hợp với PO4 để tạo thành Ag3b4. Còn natri kết hợp với NO3 để tạo thành NaNO3. Ag3b4 là chất kết tủa màu vàng. Như vậy chọn có đúng ở đây là câu B. Ta đến câu 9 em ơi. STX có công thức phân tử. Sau vòng hóa thì thu được ba chất hữu cơ Y, Z và T. Y tác dụng được với CH rằng tạo thành dung dịch màu xanh lam. Còn đun nóng Z với hỗn hợp gồm này thu được CH4. Yêu cầu chúng ta phát biểu nào sau đây là sai. Đầu tiên em sẽ tính cho thầy cái K của C6H10O4 bằng bao nhiêu. K bằng tổng liên kết pi gồm vòng. Nếu H gấp đôi số C K bằng 1 mà bớt đi 2 thì K nên là bằng 2. Rồi trong trường hợp này thì nó không có vòng đâu, bởi vì nó có 4 oxy rồi. Được chưa? Mà nó cho lấy te rồi. Như vậy nó lấy te thì 4 oxy thì nó lấy te hai chất COO. Hai nhóm chất CO thừa mãn K bằng 2 rồi. Thì chứng tỏ là những cái thằng còn lại là liên kết đơn. Chúng ta có như thế này. COO, COO. Rồi, este hai chất của mình thì có 3 loại. Este gì? Este đơn chất, hai chất của mình có 3 loại. Đó là este tạo bởi axit đơn chất và ancol hai chất. Trường hợp thứ hai đó là nó được tạo bởi axit hai chất và ancol đơn chất. Và trường hợp thứ ba là este nối tiếp. Rồi ở đây chúng ta đi tới dụng với NaOH. Tôi được ba chất hữu cơ đó là T này, Y, Z, T. Rồi. Chúng ta nghe có như thế này, biết Y chúng ta là tạo dung dịch được màu xanh lam với COH hai lần. Như vậy nó có hai khả năng, một là 2C hay là 3C. Thì giả sử thằng này có 2C đi. Thì nó tạo thành glycerol. CH2, CH2, OH, OH. Thằng này tác dụng với COH hai lần tạo dung dịch màu xanh lam đây. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục đó là đun nóng Z với NaOH. Cái xúc tác là CaO thu được CH4 đây. Như vậy đây nó chắc chắn phải là CH3 COO Na cộng cho NaOH xúc tác CaO nhiệt độ. Cái này dài trong cái phần este rồi. Tạo thành CH4 cộng cho Na2CO3. Như vậy đây là CH3. Thì tổng của mình ở đây là có bao nhiêu? Tổng mình ở đây có 6 carbon đúng không em? Mà hiện hữu ở đây là có bao nhiêu carbon thôi? 3. Như vậy điều này chứng tỏ là không hợp lý. Không hợp lý thì sao? Thì cái thằng Y chúng ta bây giờ á, thằng Y bây giờ không phải là có 2C nữa mà có 3C. Vì nó tạo ra ba chất hữu cơ khác nhau mà. Được chưa? Như vậy đây nó là CH3. Thì cái đó đây là H đứng đầu. Thỏa mãn được là đủ 6C. Được chưa? Như vậy khi đó mình sẽ bỏ đi thằng này đi và biến thành đây là CH3. Hai hóa liên kề tác dụng với CO hóa lần được, được chưa? Như vậy vừa vào đây chúng ta biết được chính xác được chất Z của mình
là CH3COONa và chất T ở đây là HCOONa. Rồi. Đối với chất X thì chúng ta có hai loại, đây là X1 và có thể là X2. Vì ta biết là ở đây chúng ta CH2 với CH là bất đối xứng. Do đó đây nó có thể có một công thức cấu tạo nữa. CH3. Chúng ta lấy H đứng đầu, HCOO, CH2, CH, CH3, COO, đây là CH3. Đó. Rồi. Điều cầu chúng ta là phát biểu nào sau đây là sai. X có hai công thức cấu tạo phù hợp, đây đúng. B. Y có mặt carbon phản nhánh. Đây là mặt thẳng em nha, không phải phản nhánh nha, sai. T có khả năng tham gia phản ứng đa gương, đúng, bởi vì nó có HCOO. D. Z có không có khả năng làm mất màu brom, đúng rồi. Vậy có đúng ở đây là câu B. Rồi chúng ta đến câu 10. Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây, hãy là cho các phát biểu, điều cầu chúng ta là số phát biểu đúng. Rồi ở đây người ta cho hỗn hợp gồm có C2H5OH và H4 đặc, đây là đá bột, đây là bông tẩm NaOH bây giờ đốt. Rồi mình nghe kỹ như vậy, trong ở đây chúng ta có như thế này, từ C2H5OH em sẽ thực hiện phản ứng, đó là vận tách nước bằng cách dùng số tắc H4 đặc, được chưa, để tạo ra C2H4 và gì, và H2O. Trong quá trình mà mình điều chế ra cái khí C2H4 này thì nó có lẫn hỗn hợp khí như sau, hỗn hợp khí này đó là CH4, C2H4 sinh ra nước, và bạn biết là H4 đặc này chúng ta có thể biến thành SO2, được chưa. Yêu cầu chúng ta như sau, chất khí sau khi qua ống, qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch brom hoặc KMnO4. Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH, đây cái bông tẩm NaOH là nó giữ lại SO2, như vậy hỗn hợp khí chúng ta bây giờ này, cái bông tẩm NaOH đặc này là giữ lại SO2 và giữ lại nước này, được chưa nào. Như vậy chất khí thu được ở đây là chất khí là C2H4. C2H4 thì tác dụng được với hai thằng này, đúng. Vì điều kiện để tác dụng với brom và KMnO4 là có liên kết đôi và liên kết 3. Hai, vai trò chính của bông tẩm NaOH là hấp thụ. Thằng này chưa phản ứng, sai. Rượu chúng ta không tác dụng với NaOH. Ba, vai trò chính của H24 đặc là oxy hóa thằng này tạo thành CO2 và nước. Nhiệm vụ của H4 đặc của chúng ta đó là gì? Nó sẽ không phải biến thành này, bởi vì trong quá trình đun nóng là từ H4 đặc của chúng ta từ phân hủy biến thành SO2 và nước, do đó chỗ này là sai. À, 4. Phản ứng chủ yếu trong ống nghiệm là sai. Vì chúng ta đang điều chế ra khí, em hiểu không? Em hiểu không? Ở đây người ta đốt khí mà, như vậy thằng này không phải là khí, bỏ, sai. 5. Đá bột được thêm vào nhằm mục đích là làm cho dung dịch sôi đều. Cái thứ hai, cái mục đích chính của đá bột ở đây không phải là dung dịch sôi đều mà làm gì? Cho nó khỏi vỡ ống nghiệm. Bởi vì nhiệt phẩm này tỏa rất là nhiều nhiệt. Như vậy đây chỉ có một câu phát biểu đúng thôi. Câu đúng ở đây là câu A. Rồi sửa lại cái đáp án 5 đi em ơi. Cái phát biểu 5 này, đá bột là mục đích cho dung dịch sôi đều và đồng thời là tránh vỡ ống nghiệm nha. Cái này đúng nha. Như vậy ở đây đáp án đúng ở đây là câu D, không phải là câu A nha. Hiểu nhầm đoạn này xíu.